đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông, anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu, sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên dù các vị đại biểu nhà trai cụ ông cụ bà cùng tất cả các chị em thanh niên nam nữ có mặt dưới tuổi thành phố của hai cháu hôm nay. Thưa các cụ, hôm nay tôi là chú ruột của cháu Cường, đại diện cho nhà trai sang thưa chuyện với nhà gái. Hôm nay là một ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của giữa hai gia đình. Hôm nay chúng tôi có cái lễ sang để trình với anh họ nhà gái, đồng thời cũng là để xin phép họ nhà gái chúng tôi được đón cháu dâu về làm dâu con của gia đình họ nhà tôi. Sau đây tôi cũng không biết nói gì và cũng xin chúc họ nhà gái và họ nhà trai hai bên mạnh khỏe và thành đạt trong mọi lĩnh vực công tác cũng như là làm ăn kinh tế được nhiều may mắn. Xin cảm ơn. Vâng, thì tôi cũng được sự nhất trí của họ nhà gái và xin nhận hơi dầu của họ nhà trai. Giờ phút này được xin nhận cháu Trá làm cháu rể của vợ chồng bà Tiến Hương và cũng mong là cháu Vân để làm dâu con của bên họ nhà trai. Cháu còn ít tuổi, mong được các cụ câu các bà là có gì thì bán bảo bán cháu thêm. Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Ôi à à à, hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên. Duyên tơ hồng
still think about that empty field. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông nội Quả Cô Dâu lên có một phần quà chúc mừng cho đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin mời ông nội Quả Cô Dâu ạ. Stupid jokes, both of us wishing we were ruined right then, 'cause we knew it was love. Thì mời ông bà ngoại, và cũng có một thức quà. Vâng, đây là cái phần vốn, phần vốn rất quan trọng và để xây dựng vun đắp hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, vâng. Ngày hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ của cả đời các cháu. Nên hôm nay chúng tôi đến đây là chúc mừng cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Cái điều xin chúc toàn thể hội chúc cho hai cháu chúng là trăm năm hạnh phúc. Vâng, tiếp theo bạn đoàn cô xin được trân trọng kính mời bố mẹ đẻ và cô dâu thân sinh ra cô dâu sẽ bước lên nội hôn để cũng có những phần quà để tặng cho cô dâu chia sẻ hôm nay. Xin mời cả hai bố mẹ. It all makes sense. I finally get what they all meant by falling in love with your best friend. Yeah, I know they probably think I'm crazy, but I don't care. None of it can faze me. Yeah, we could be dancing all night, waking up for the sunrise. Sự nhất trí của hai gia đình giữa ông bà ông Cường và ông bà ông Tiến
và các cháu cũng đã thương yêu nhau. Giờ phút này đã ra hai gia đình cũng tổ chức một bữa tiệc long trọng để gia đình họ nhóm Cường đón cháu và cháu Vân về làm con, làm dâu trong gia đình. Đến giờ phút này, con xin đại diện cho gia đình họ nhà gái xin giao cháu và Vân về làm con, làm dâu và làm cháu trong gia đình. Xin cảm ơn. Kính thưa hai họ, nhà trai, nhà gái, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Ông bà ông Cường coi như làm cái lễ để được xin đón cháu về làm dâu con nhà ông Cường. Tôi là đại diện cho nhà trai là chú ruột của cháu Cường đến xin phép nhà gái và đã đưa cháu về đến vị trí nhà ông Cường. Đến giờ phút này là tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ, trên đường đi coi như mọi sự đều an tâm cả. Giờ đã hết nhiệm vụ, tôi giao lại phần này cho phần tổ chức. Cảm ơn. Since day one.